Ok, Thì quên rồi. bà đang còn thiếu một số bàn ạ. À, còn thiếu 3 bàn. Bạn nào với bạn nào? Cô ơi, em bảo anh mọi vụ học cô. Ok, I see you. Chơi em mất tiền rồi. Ok, now let's start do the test. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài thi các bạn nha. Chúng ta sẽ làm bài thi trong vòng 50 phút. Cô sẽ gửi link của bài thi vào Zalo nhóm. Chúng ta vào đó để lấy bài thi nha. Có ghi đây rồi đi có. Yes. Sẽ gửi vào hộp chat và bạn nào không có Zalo thì chúng ta vào hộp chat chúng ta thi nha. Được chưa? Đã nhìn thấy cái link cô gửi chưa? Bạn thể bách. Chưa nghe cô nói vậy. Nhìn thấy link chưa? Có. Mật khẩu là 11 ạ. Có. Yes. Chọn bộ môn đây là cô gửi cho anh nhỏ mà rắn được cả. À, link có gửi đến nhóm rồi. Mà chọn bộ môn link cô gửi cho anh nhỏ là vô mắt được cả. À, vô mang để vô đỏ vô cái link để chúng ta làm bài. Ghi đây rồi có. Yes. Sao ạ? Gửi cái Các bạn đây vào với cả xem đã. Các bạn vào xem đã vào được chưa ạ? Có thể tạm bàn là vào phòng thí rồi đấy. Mật khẩu số 1 cũng có. Một khẩu là 11, một khẩu là 11. Mật khẩu là 11. Các bạn làm thế nào giúp ta sóng thì cô mới gửi đề nhé.
Có. Ôi, em nó ra phòng được có ạ. Tôi cũng chưa biết là phải đi thì nhé. Có em rồi vào phòng được cơ. Không có nào chưa thì nữa. Con nó vỗ đấy nên đây nó vỗ được nên được không biết. Ba phong thủy à? Em không vào lĩnh được có ạ. Không vào lính được à? Anh À, nhìn. gió mang kém á. Ở chỗ cũ cũng vừa mới bị lạ. Cái bàn vào lại đi. Và em phải ở nơi nhưng mà anh nhìn lại ra toát màu đen cả cô ạ. Và nó là chờ một hồi lên vào được ạ. Gió mang đấy ạ. Ở chỗ cũ cũng mang à, khi cô vào cũng rất là kém. Cả bàn à, cứ vào lại đi. Vào lại chơi một tí lần được. Yeah. Sĩ quấn vào được chưa? Đi chưa cô? Em vào lại đi, vào một tỷ là vào được. Cũng xoay xoay tí rồi có lẽ gió, gió mang. Tập mệt tí. Có hay là nhâm mật cỏ mà được có. Con bạn nào chưa vào được không ạ? Bạn nào chưa vào được cái sửa tay cho cô biểu tượng sửa tay cái nữa.
Vậy thì A dạng còn chưa vào được à em? dạ có ạ. Bữa này làm sao nhá, bữa này màng cũng rất là kém. Chỗ cô đấy cũng màng kém lắm. Đặt mực chứ. Em chưa có được cửa. À dạ, bác sĩ Quấn vẫn chưa vào được em. Vào lại thử. Yeah, vào rồi. Hai dạng mà về suy quẩn thì có thể làm đáp án trong vở cũng được nhá. Cô gửi đáp án trong cô gửi bài ở trong là lớp nhỏ này đấy.
Làm xong thì có thể nộp anh Đức. Làm xong rồi thì cứ nộp bình thường. Ngày làm xong rồi thì chúng ta ghi đề vào cho cô nha. Bạn nào xong rồi thì ta viết đề vào vở nha. Đề được vừa là gửi vào ra lớp nhóm đấy đấy.
Có 15 bạn nộp bài. Nhưng mà điểm rất hạn chế. Chứ có bạn điểm cao.
Ta làm sống phải là nghỉ đâu các bạn nhá. Ta làm sống thì cô nó còn chưa bài nè. Chứ không phải làm sống là sống bài đấy nhá. Lần nào mà ra khỏi phòng mà tiếng cô điểm danh mà không có là coi như vắng học đấy nha. Là làm xong là cô con chưa bài. Có phải là làm xong là xong đâu. Học là học nghiêm túc, không bao nhiêu bạn là cái học nó kiểu lãng mạn là lắm chất lượng nữa nha. Có bạn có 1,5 này, 1,75 này. Ta đang còn khoảng hơn 10 phút nữa mới hoàn thành, mới hết thời gian làm bài mà rất là nhiều bạn đã nộp bài rồi. Nhưng mà điểm thì rất là hạn chế. Có bạn làm là được mới được 1/3 thời gian. 17 phút. Có bạn thì làm được một nửa. Bài dề sao mà bà làm ít thời gian. Bài dề thì là điểm cho cái là điểm là thấp.
Còn khoảng 7 phút nữa là hết giờ các bạn nhá. Bạn Thùy Lính, Khánh Viên, Đăng Nhật, Bảo Án này, Hoàng Long này, Huyên này, Tráng này.
Đã hết giờ rồi cả bạn nha. Con bàn máy trí ạ. Đắng nhật. Ủa, cái bàn xám súng là của ai đấy ạ? Em thấy xong rồi cô. Đắng nhật thì rồi hẳn có điểm rồi hẳn. Dạ. Mà lại đắng Sao hiền nhìn của đấy. Hoàng Vũ cô? Hoàng Vũ là của xám súng đấy à? Cho giờ thấy xong rồi. Ừ. Hoàng Vũ vẫn còn 2 phút nữa. Máy trí ạ. Máy chỉ xong chưa? Ai xong rồi thì chúng ta viết đề vào vở cho cô nha. Sau khi viết đề thì chúng ta sẽ chừa bài và cuối buổi tất cả bạn chụp lại bài và gửi cho cô. Chụp lại bài viết của mình. Gửi lại cho cô ạ. Sẽ cái bảng điểm cho chúng ta thấy. Đây là cái bảng điểm các bạn này. Được dưới kiệt nha. Bạn kiếm trí mới vào à? Hay là Em thấy thứ xong rồi hai? các cô à. Kiếm trí thì xong chưa em? Dạ rồi. À, tại sao lại không? Do mạng sao mà đang đảo đến hệ thống nó đáng thi này. À, đó là cái điểm thi của ta đấy. Mái trí ạ, con mái trí ạ. Mái trí gõ đón ạ. Yeah, em thấy xong rồi. Em thấy xong rồi, có điểm rồi à. Dạ. Mái trí được mấy điểm? Nắm phải hàng lắm quá. Mái trí. Đây, đằng trên hệ thống của đăng bảo này. Huyền Thị Huyền là 4 này, mái tráng 4 này. Hoang Long là 425 này. Đam Trần Thùy Linh là 575 này. Cái bàn mà có Ron Rick này là của ai đấy ạ? Nhà cô kiếm chị bọn mới quá ạ. À, của Kim Chi rồi. Dưới Kiệt 2,5 này. Văn An 325, Khánh Huyên 7. Lê Bảo An 275. Anh Đức 325, Mạnh Cương 325, Khôi Nguyên 725. Đăng Nhật 525, Bảo Long 6,5, Ngân Khánh 4, Uyên Như 575, Khánh Lý, Đào Khánh Lý 525, Kháng 175, Thì Anh 725, Thì Bách 475. Quyên 625, Anh Kim 7. Ngọc Anh 575, Tương Vy 625, Kháng 5. Kháng A thì ai lên? Nguyễn Phương Nhi 3,5, Tung Trí 775, Gia Hân 5, Đạt 3, Quang 5, Phương Dũng 8. Hoàng Ngọc Anh 5,5, Quấn 725, Kim Ngân 8,5. Có cái bàn Túy này là bạn nào đây? Nick của bạn nào đây? Anh Đức 525. Bảo An 3. Kim Chi đây rồi. Kim Chi 4,5. Phan Bảo An 3,275. Còn bạn
Còn cái bản lịch xâm súng là hết chưa rồi Tao đấy. thấy như có. Em nộp chưa? Nộp rồi có. Được mấy điểm? 47 lắm. Bay lắm. Rồi bây giờ cô sẽ lấy điểm và để điểm rảnh luôn nha. Đúng đấy. 47 đây rồi. Trong lúc thời gian chờ đợi các bạn ghi bài thì cô sẽ lấy điểm luôn nhá. Đã ghi bài vào vở thì chúng ta chưa bài. Rồi. Tương Cô nhắc đến bạn nào thì bạn đó nhắn cho cô vào hộp chat ạ. Tương Vi. Tương Vi ạ. Cô nhắc đến ai thì người đó nộp nhá. Tương Vi 625 này. Mai Trang. Cư quyền. Ừ. Nhắn vào hộp chat cho cô cái mà. Cô điểm danh luôn. Anh Kim. Gia Hân. Em làm. Bà Đạt. Em bao Bông Chi. yeah. Bông Chi mày điểm em. Bài về bài lắm. Đắng Nhật. Kim Chi. Ngọc Ánh. Huy Linh. Cha nắm chậm bề lắm. Bảo An. Ngọc Anh nắm phải bề lắm cơ à. Rồi Ngọc Ánh nắm 75 rồi ạ. À. Bảo An. Ra cái nhắn đến hộp chat là cô thấy rồi. 275. Hoàng Long. Nắm phải nắm rồi. Mai Chi. 25. Nguyễn Huyền. 4. Hoàng Vũ. 475. Khánh Huyền. 7. Hà Giang. Hà Giang chưa đúng không? Tính nữa mới chấm. Bảo Long. Sao phải nắng quá. Bảo Long vậy ạ. À? Sao phải nắng. Bảo Long nhắn vào hộp chat chứ không? Thì anh. Thì anh ạ. À? 725. Ngân Khánh 21. 4. Mạnh Cường. 25. Bạn nào mà nộp bài mà thoát ra rồi là cô đánh vắng đấy nhá. Phương Dung.
8. Văn An. Thanh Quân. Chứ 7,2 làm cơ. Phan Bảo An. Hoàng Anh. Anh đây có 5,5. Đức Khang. Anh Đức. Anh được 5,25 cô. Khánh Ly. Nghe lắm phải hài lắm cô. Duy Kiệt. Hai phẩy năm cơ. Vương Nhi. Thì bác Kim Chi. Ba Tư. Kim Chi Linh Sơn. Bộ về bài làm rồi ạ. Kim Ngân. Đức Sơn. Kim Ngân. Đức Sơn. Khôi Nguyên. Em đã có là 7.25. Uyên Như. Duy Quang. Văn Long. Như quang lắm. Văn Long ạ. À. Văn Mạnh Cương là Mạnh Cương số bao nhiêu đây? Vậy và con bàn là A Giáng này, chứa này. Na giảng cái này vẫn không vào làm bài được không em? Rồi. Giờ bạn na giảng chụp bài rồi gửi cho cô nào. Chụp đáp án gửi cho cô nào. Hả? Cái này em làm mồi nhỉ, chứ em làm chưa xong thôi. Em làm đáp án thôi mà. Bây giờ em cứ chụp cái bài của em làm rồi gửi cho cô đi. Được chừng nào cô sẽ chấm chừng đó. Chụp ngay nhá, để cô chia bài nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị chia bài. Đa dạng chụp nhanh ạ. À, ghi đê đầy đủ vào với cô ạ. À. Và khi chưa thì chúng ta sẽ chưa chi tiết. Ta sẽ chưa chi tiết vào vở. Chúng ta không được khoanh đáp án không nữa ạ. Ta chưa chi tiết cho cô ha, rằng nó bay cho cô nhanh lắm. Bạn nào viết chưa xong thì chúng ta viết bài nhắn nha.
Bạn nào dạng con nộp bài không ạ? Ủa em học máy tính có à? Em học máy tính thì cái nan rồi cô đã nói rồi là em phải ghi đáp án và gửi cho cô mà. Cô nói từ khi em bắt đầu làm bài rồi mà. Cô gửi đề lên trên nhóm rồi thì cô nói là em ghi đáp án nó gửi cho cô mà. Thế bạn hóa giảng không có bài này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chia bài. Các bạn cho cô đáp án của câu 1, 2, 3 vào hộp chat ạ. 1, 2, 3. Bạn cho cô đáp án câu 1, 2, 3 vào hộp chat nào. Tất cả mọi người đều phải gửi cho cô. Lúc này chúng ta đã làm rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm lại. Gửi cho cô đáp án câu 1, 2, 3. Một câu bạn Uyên Như gửi. Nhưng bạn khác ạ, à, nhánh nào? Duy Kiệt, Hoàng Long, Hoàng Vũ. Đã làm rồi, bây giờ chúng ta đánh lại thôi. Văn An, Quân, Khánh Huyên, Ánh Kim, Bảo Long, Bảo An. Tung Trí đánh câu 1 mà chưa gửi đáp án này. Mai Trí, Kim Trí, Sĩ Quân, Tương Vi, Quyên. Rồi. Cô mời bạn Quyên làm cho cô câu 1. Không có rồi nó bắn. Rồi. Với ba này là phần phiên âm, phần phật âm như này em phiên âm như cô nào. Câu A là âm gì? À, Em đọc cho cô câu A nào. có Em đọc cho cô câu server A. có Is a service. Service. server Service mở của gì? ngạn. Ừ, có hai loài đúng không? Ta đã học ở bài 1 rồi. Ơ ngắn và ơ dài. Em đọc lại cái cụm từ này. Service. Service Sơ là âm ơ ngắn hay ơ dài? có ra ngắn Ơ ngắn trái rồi ạ. À. Hôm nay là âm ơ dài ạ. À. Rồi, em đọc cho câu B. có provide Not correct. Chưa đúng. Ta đọc là provide. Provide. Pr thì là ư ngắn. Câu C em đọc cái câu nào. Maturity. Đúng rồi, maturity với mơ là âm gì? Ư gì? Có dài. M. Không có kẹo đâu, em có kẹo dài đâu mà dài. M là ớ ngắn và cái phần phát âm là vẫn đang con nón đấy. Rồi tới tiếp theo nào, tới nay mới học ở bài ba. Có ra Ngắn. Offer Offer. it. Offer. Phở. Phở thì cũng là ớ ngắn. Đó. Nên ta đọc sai là nó làm sai hết. So the answer is A. Service. Và phiền âm vào nhá. Câu thứ hai. Hôm nay thấy quả gì? Có rất nhiều bạn. Mấy bạn Ngọc Ảnh nào cho cô đáp án của câu này. Bạn Ngọc Ảnh. Đây có là câu gì? Vì sao em chọn câu dễ ạ? À? Sao có là câu A, câu B, câu C là có quy tắc. Có quy tắc mấy ạ? À? Quy tắc thứ nhất của À, đầu này tịch. Âm either. Either. Còn trends. Ta sẽ đọc là âm the. Đó. Còn những từ còn lại là
Either. Provided. Donated. Flooded. Retrained. Thank you. Câu thứ ba. Câu thứ ba. Rất nhiều bạn có đáp án. Vậy bạn nào có thể làm cho của câu ba không? Mái trắng ạ. The teacher, A. Ê, em đọc nào. Avoid. Và chữ vơ này được phát âm làm gì? Vơ. Âm vơ. Rồi. Tiếp. Leave. Leave. Vơ vơ. Vẫn là vơ đấy em. Nhưng mà ở đây là vơ không phát âm là chữ vơ. Mà vẫn là âm. Rồi, tên này ta đọc là gì? Let. Left. Với âm phơ này. À, và chúng ta có of. Tên này là of. À, rất nhiều bạn bị sai câu này và hai dạng không sai trên mặt trong không? Gọi là left. Đấy. Có bạn nào mà có đáp án đúng cả không ạ? C, D, C. C, D, C. À, sorry, A, D, C. A, D, C. Cô xem lại có bạn nào không nào? Không có bạn nào có đáp án cả. A, D, C. Bạn nào Ngọc Ánh. Có bạn Ngọc Ánh đúng đúng không ạ? Có bạn Ngọc Ánh là đúng cả. Còn lại là chúng ta hầu hiện là bị sai 1 đến 2 câu. Rồi. Next, câu thứ hai, câu số 4, số 5 ạ. Cho cô đáp án của câu 4, 5. CA, CB. Bài này là bài trọng âm ạ, thì chúng ta phải đọc được và xem là trọng âm của các từ nó nằm ở đâu. CA, CB. À, ai làm cho cô câu 4 nào? Ai làm cho cô câu 4 cái nào? CA. À, có thể phiền âm cho cô câu 4 được ạ. Bây giờ cô đọc và cả bạn theo dõi cho cô xem thử là nó sẽ có trọng âm thứ mấy. Activity. Remember. Volunteer. Collection. Đã có activity. Vậy activity thì trọng âm sẽ rơi vào âm T. Đó. Remember. Trọng âm sẽ rơi vào âm mem. Volunteer. Nó sẽ rơi vào âm tear. Và collection. Thì nó sẽ rơi vào âm lack. Đó. Tới đây thì chúng ta biết được là trọng âm nó rơi vào âm nào đúng không ạ? Vậy từ thứ nhất chúng ta có trọng âm 2. Từ thứ hai âm 2, từ thứ ba âm 3 và từ thứ tư là âm 2. Bây giờ chúng ta có từ này là âm 3 rồi ạ. Volunteer. Đó. Khi học bài thì chúng ta chú ý cái từ vựng. Câu số 5. Hãy đọc cho cô câu thứ 5 cái nào. Gia Hân cũng đọc sai mặt rồi. Đã chọn là C là đúng rồi nhưng mà nhiều bạn vẫn chưa đọc được. Và đọc cái cô thì xem thì nó trong âm nào. Ta có từ thứ nhất. Có là avoid. Nó sẽ rơi vào âm voi này. Yogurt. Rơi vào âm dầu. Soybean. Và âm soy. Và dollhouse. Rơi vào âm doll. Đó.
Vậy ta phải có bát mới có âm 1 đúng không ạ? Và avoid nó sẽ là âm 2. Nên chúng ta chọn avoid. Chúc mừng những bạn có đáp án là CA. Bạn nào CB là sai mặt rồi. Bạn Kim Chí rồi bạn Mai Trang. Duy Kiệt. Mai Chí, Tùng Chí. Bạn bảo án sai mặt câu 2 rồi, câu 5 đây ạ. À. Anh Kim đúng rồi, Hà Giang rồi. Sĩ Quyến sai câu hạ B, à sao câu 5 ạ. À. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm cho cô. Có Yes. chép bài tập rất là bi vắn đi đang có. Bài văn thì tí nữa chúng ta chỉ là trả lời cho cô đáp án thôi, không cần viết D. Cái phần ngữ pháp đấy ạ. À. Còn bài văn thì chúng ta sẽ viết sau. Nào nào chép bài tập để gửi cho cô là viết hay đồng có. Bài tập thì tí nữa cô sẽ yêu cầu các bạn là gửi cho cô những cái câu mà chúng ta đã chừa. Câu nào mà chúng ta chưa chưa đến thì chúng ta có thể gửi sau. Ok. Nào bây giờ chúng ta chú ý cho cô từ câu số 6 đến câu 10. Mời các bạn cho cô đáp án câu 6 đến câu 10. Nhanh nào. Quả dê đúng không ạ? Câu 6 đến câu 10. Mời các bạn cho cô đáp án vào hộp chat ạ. À. Cô đã thấy đáp án của bạn là Phương Dung. Đáp án rất là khác nhau đúng không? Anh Kim, Tông Trí đó. Có phải các bạn có đáp án nhưng mà đáp án rất là khác nhau đấy. Hà Giang làm vào vở thì tí nữa kiểm tra lại xem thì mình đúng bao nhiêu câu. B A B B. Rất là đáp án rất là khác nhau. Rồi. Bạn nào làm được câu 6 cho cô biểu tượng giơ tay nào. Xung phong phải cho nhanh nó giá hấn nào. Em đã có em chuẩn bị. Ai chọn B? Vì sao em cho đáp án là bí? Bởi vì mãi bà ra là sao nhiều. Đúng rồi, ta nhìn thấy cái từ my brother này là số nhiều. Số nhiều thì đi với về gì em? Về nguyên thầy. Đúng rồi, về nguyên thể. Ta chưa chi tiết vào vở cho cô nhá. Còn những bạn nào mà chỉ khoanh ABC là cô không chấp nhận vẫn ạ. À? Chưa chi tiết. À, chưa chi tiết vào vì chúng ta có my brothers sẽ đi về về nguyên thể thì về nguyên thể thì ta chọn về nguyên thể thôi đúng không ạ. Okay, it's enjoy, thank you. Câu số 7 ạ. À. Bạn nào làm được câu số 7 cho cô biểu tình dưới tay ạ. À. Như bạn chọn ấy. My brother nếu không có S thì mình dùng 10 chia ạ. À. Còn ở đây câu 6 là my brother's for you. Mai Trang cho cô đáp án câu 7. Mai Trang ạ. Câu này em dùng cụm từ nào? Em dùng cụm từ nào ạ? Có câu 7 em chọn đáp án C. Đáp án C, lose weight. À, rồi, bài ta có là gì ạ? Lose weight, nó là một cụm. Lưu ý cho cô câu số 7. Cụm này chúng ta ghi vào vở nhá. Lose weight.
Mai Trang in Vietnamese, lose weight là gì em? Biết cơm nay không ạ? Biết cơm nay nghĩa là gì ạ? Giảm cân. Được chưa? Bella is getting fat. Bella thì đang bị mập. Cho nên là cô ấy muốn giảm cân và chúng ta chủ yếu của cái cụm là lose weight. Đó. So, the answer is C. Lose weight. Đúng không? 5B. Easy. Thì anh làm cho cô câu 8 nào. Đi dịch chờ. Ây. Ê, ta có cầu trục gì em? Good. Good À, would you. you like? Đúng rồi. Có would you like? Thank you. Câu số 9. Ai có đáp án của câu 9 ạ? Raise your hand. Bạn làm rồi đấy. Bạn nào chắc chắn đáp án của câu 9 nào? Chúng ta chủ yếu của cái cùng là fun. Đây là dấu hiệu này. Và chúng ta có raise fund, make fund, spend fund, borrow fund. Đây là một cụm. Đây là một cụm từ. Và chúng ta dùng cụm từ gì với fund? Ai có đáp án cho cô biểu tượng giữa tay nào? Bạn Mai Trang có đáp án không? Em chưa có đáp án. Chỉ có đáp án kiểu này. Rồi. Bài này chúng ta học trong bài 3 rồi. Ta có cùng là raise fund. Raise fund là gây quỹ. Đó, nó là một cụm từ. Gây quỹ. Đó. We sell postcard to raise fund for disabled children. Chúng tôi sẽ bán những cái tấm thiệp để gây quỹ cho những đứa trẻ tàn tật. Disable là tàn tật. À, và chúng ta có cùng là raise fund. Đúng không? Number 10, easy. Có 10 thì quá dễ luôn ạ. Look at yesterday. Dạ hấn. Your idea. Em sẽ có lớp 7. À, yesterday là dấu hiệu của thế nào? Quá khứ đó. Vậy vế này sẽ là vế gì? Vế tắc. Quá khứ đứng thế tá chia là vế gì ạ? Với nguyên thầy. Vế nguyên Vế thể đấy à? hoặc Vế là ý vế hoặc là cột. đấy hoặc là từ cột hai. À, cột hai, đúng rồi. Và cái từ gấu này thì chúng ta có động từ cột hai là when. Đó. Gấu thì chúng ta đổi thành when. Thank you. Câu 11, câu này chúng ta có trong bài 1 ạ. Trong bài 1 ạ. Thì anh, your idea. Đi đi chờ. Sì. Em cho nó bảo là gì? Đi. Is it B? Take up. Cụm từ take up nghĩa là gì em? Em nhận sĩ có. C. Take part in. Nó tham gia. Ok. As a idea. Bạn nào có ý kiến khác không? Bạn nào có ý kiến khác không? Ngoài bàn thầy ánh có ai có ý kiến khác ạ? À? Rồi, bây giờ chúng ta chú ý. Đã có cùng look for là tìm. Take up là bắt đầu. Tiến hành. Là nghĩa là tiến hành. Take part in là tham gia.
Và put on là mặc, đúng không ạ? Tên này ta học ở lớp 6 là mặc, chuẩn bị mặc á. Vậy bây giờ ta xem thử trong cái trường hợp này chúng ta dùng cụm nào. Sandra thì sẽ học tiếng Tây Ban Nha vào thời gian rảnh. Vậy ta có team này, bắt đầu này, khám giá này, put on. Và trường hợp này chúng ta chọn là be. Check up. Tham gia là tham gia vào một cái hoạt động nào đó. Chúng ta dùng là take part in hoặc là cuộc thi. Go on, number 12. Number 12, câu này rất là dễ bị nhầm lẫn. Để chú ý. Câu 7 này nó nằm ở bài 1. Cách dùng của thi hiện tại đơn. Nhất nhiều bạn có đáp án nói bây giờ câu hỏi này là câu 11 nào. Ai có đáp án của câu 11 nào? Câu 11 đến 13, à 12 đến 14 ạ. Bạn chọn của đáp án câu 12 đến 14 nào? Ở hộp chat ạ. Bạn chọn một đáp án câu 12 đến 14 vào hộp chat nào. Cô đã nhận được đáp án của bạn Thế Anh, CCB. Câu 12 sai rồi bạn Thế Anh ạ. À. CCB đáng nhận cùng CCB. Quang lòng là DCB. Quang lòng cùng sai câu 12 ra. ACD, ACB, ACB, CCC là bạn Ngân Khánh. Mai Chi là CCB. Rất nhiều bạn bị nhầm lẫn ở câu này. Look at the brochure. Brochure là cái tờ rưới ạ. The film at half past 7 p.m. tomorrow. Có nghĩa là vào cái tờ quảng cáo thì bộ phim sẽ bắt đầu vào 7 giờ 30 ngày mai. Mặc dù có cái dấu hiệu ngày mai nhưng mà nhiều bạn bị nhầm lẫn là thì tương lai. Câu này nó diễn tả cái lịch trình hiện tại đơn, bạn lưu ý cho cô. Với câu 13, 12. Thì hiện tại đơn diễn tả lịch trình và ở đây mà cái lịch nhưng mà ngày mai nhưng mà nó là một cái lịch trình rồi cho nên chúng ta sẽ dùng với thi hiện tại đơn và trường hợp này chúng ta phải chọn là A stars. Chúc mừng những bạn có đáp án là A. À, còn hầu hết thì chúng ta chọn là C đúng không? Huy Linh chọn D, anh kiếm C. Hầu hết nó chọn sĩ quấn ấy thì anh ấy. Văn án ấy. Trần Quyền. Duy Kiệt. Gia Hân. Đó, nhưng bạn đó là có đáp án đúng còn lại là chúng ta sai. À, câu 13, câu này thì quá dễ rồi. Hầu hết các bạn chọn là C đúng rồi. Có thể trong đáp án các bạn đều chọn là C. Bởi vì ở đây chúng ta có ở thế quá khứ đơn đấy. The last time. Quá khứ đơn, last time. Hãy chú ý tới last time. Last time thì ta sẽ dùng với quá khứ đơn. Rồi, câu 14. 14 cũng quá dễ đấy đúng không ạ? Live on street. Sống ở trên đường này, dưới cầu này. Đó. Và những cái người mà sống trên đường, dưới cầu thì đó gọi là người không có nhà đó. Người chưa có. Homeless. Homeless. Rồi, câu 15. Câu này thì ở bài trước ấy, chúng ta vừa mới học. Đó là gì ạ? À? Phân tích các thành phần câu và object là thành phần tấn ngữ và trong câu này thì đâu là tấn ngữ bây giờ chúng ta mới cắt ra này she là chủ ngữ nè draw là động từ nè
và sáu đồng từ là tấn ngữ đó. Cô ấy vẽ những bông hoa và cái từ bông hoa là đối tượng thì chúng ta sẽ đó là thành phần tấn ngữ flowers. Vậy muốn biết đâu là tấn ngữ thì ta phải phân tích được. Ok. Rồi, sang câu 16, 17 và 18. Cho cô đáp án 3 câu 16, 17, 18. Mười sáu, mười bảy, mười tám. Bạn sĩ quấn CCB, ABC, kiếm trí ảnh kiếm sĩ quấn nó phải khác nhau. Bản án ADC, ADC. Quang Vũ ADC. Rồi, và bây giờ chúng ta xem thử là thường thế văn giao tiếp là cái văn vận dụng ấy. ACB là đăng nhật, AAB là máy chi. Vậy đáp án rất là khác nhau đúng không ạ? Bây giờ chúng ta chú ý cô câu 16 này. We plant vegetables in our school garden and donate them to a homeless center. Chúng tôi trồng rau này ở vườn trường và sau đó là quyên góp cho cái trung tâm vô gia cư. Và đây là một cái hoạt động tốt thì chúng ta sẽ đưa ra lời khen và chúng ta đã học rồi cách đưa ra lời khen rồi. Trong bài 3 đấy. Communication. Tiết communication ở bài 3 chúng ta học rồi. It sound like great. Nghe có vẻ là rất là hay. Là một công việc tốt. Và chúc mừng những bạn có đáp án là C, not A. Terrible là tôi tệ. Vậy họ làm tốt như vậy, tại sao ta lại nói họ tôi tệ? Chúc mừng những bạn có đáp án là C. Go on. Câu 17, I have fever and a running nose. Câu này thế ở bài 2 đúng không ạ? Fever là bị sốt. Tôi bị sốt và bị chảy nước mũi. Vậy thì má sẽ đưa ra lời khuyên là gì? You should do more exercise and have a healthy diet. Bạn nên tập thể dục nhiều hơn và có cái chế độ ăn uống lành mạnh. You may have a flu. Bạn có thể bị cảm cúm rồi. You shouldn't have a rest. Bạn không nên nghỉ ngơi. You should take some medicine and have a rest. Bạn nên uống thuốc và nghỉ ngơi. And I think you shouldn't stay at home. Tôi nghĩ là bạn không nên ở nhà. Đó, và trong câu này thì chúng ta phải cho là C chứ. Hầu hết các bạn đều có đáp án là C. Đúng rồi. Câu 18. Đã có là gì? What is your favorite hobby? Cái sở thích của bạn là gì? Vậy đang hỏi về sở thích. Vậy các bạn đều có đáp án là A. Dĩ kiệt là A. I don't like. Bảo án là C. Đăng nhật là B. Bà đạt là C. Những bạn khác. Những bạn khác không có đáp án của câu này ạ. Hoàng Ngọc Ảnh là B, Giá Hấn là A, Bảo An C, Khánh Lý là D. Rồi, đây, bây giờ ta nhìn, ta sẽ bị nhầm ở hai câu. Bây giờ câu thứ nhất, I don't like it. Tôi không thích nó, vậy đã nói nó là cái gì đâu, chứ những cái loại câu án ạ. I like science. Tôi thích khoa học. I like to play football now. Trong cái trường hợp này là like to này nó bằng với want, các bạn này muốn. Thì like to này nghĩa là muốn. Bây giờ tôi muốn chơi bóng bóng đá. Và chẳng nói gì đến sở thích cả.
Sorry, I can't. Xin lỗi, tôi không thể. Ở trường hợp này họ đang hỏi là favorite hobby. Sở thích là gì? À, đó là khóa học. Sở thích là khóa học. Đấy. Chúc mừng rằng bạn có đáp án là B và nhiều bạn chọn C đấy. À, suy cuốn là thể bách này, ngọc ảnh này, máy trí này, đăng nhật này, đó là tròn bí, kim chi, ảnh kim phi linh, đó, nhưng mà đó là tròn bí. Rồi bây giờ đến câu 19 và 20. Cô mời các bạn gửi cho cô đáp án câu 19 và 20. My mother is interested in. Tao cái cùng interested in đấy. Doing yoga after work. Closet. Chúng ta chú ý của cái từ closet. Closet là đồng nghĩa. Đồng nghĩa với từ interested in. Là bài 1 ta học đây đấy. 10 bạn có đáp án C, 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 D. C, D. Ôi, các bạn đều chọn là CD. Bạn văn án thì CC. Văn án và máy trí là CC. Ngân Khánh CC. Còn lại là chúng ta chọn CD. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giải nghĩa. Ta có với cái bài này thì chúng ta bắt buộc phải giải nghĩa các bạn ạ. À. Ta có interested in lớp thích. Cụm từ này nghĩa là thích. Thích làm cái gì? Mẹ tối đây rất là thích tập yoga đúng không? Sau cái buổi làm việc, ta có từ detest là ghét, là không thích. Dislike cũng là không thích đúng không ạ? Không thích. Adore là nghiền ấy. Rất là thích. Và hate là ghét. Ta ra đáp án chưa nè. Bây giờ ta tìm tới đồng nghĩa thì chúng ta có từ adore. C. Mà nhiều bạn làm đúng câu này rồi. Hầu hết là chúng ta đúng câu này. Nhưng mà câu 20 này. Bài này chúng ta học trong bài bá đấy ạ. Pick up. Pick up litter ấy. Đó là nhặt. À, nhặt thu gom. Nhặt hoặc là thu gom. Và bây giờ chúng ta xem là từ nào là nhặt thu gom chúng ta đã học. Đó là see, collect. Thu gom lại á. Còn thách là lấy, find là tìm. Thách là cầm lấy. Còn find là tìm. Còn throw là ném. À sorry. Rồi, cô xin lỗi. Ở đây với bài này là chúng ta tìm từ trái nghĩa, sorry. Cô bị nhầm ở câu này. Opposite, trái nghĩa. Bài tròn tới trái nghĩa thì chúng ta sẽ cái từ pick up này sẽ bằng với từ collect. Nhưng mà đồng nghĩa, còn trái nghĩa thì vứt rác sẽ trải nghiệm với nhặt rác đúng không ạ? Và chúng ta gọi là D. Chúc mừng những bạn có đáp án là D. Vậy ta gọi là CD. Giá Hấn này, bà Đạt đúng rồi. Giá Hấn, bà Đạt, Đăng Nhật, Đức Kháng, Kim Chi, Thùy Linh, Ảnh Kim, Kim Ngân, Mai Mai Chi, CC rồi. Đó là những bạn có đáp án đúng. Ok, go on. Ta chia tiếp cho cô câu 21. Tìm và sửa lỗi sai. 21 đến 25. Các bạn cho cô đáp án câu 21 đến 25 vào vở ạ. À. Bạn chọn
Ủa, đáp án cầu 21 đến 25 nào. Nhanh nha. Nhận được đáp án của bạn Sĩ Quân. A, C, A, B, D. Dưới kia đấy, 5 câu mà. Có thể đáp án rất là khác nhau đấy đấy. Đáp án rất khác nhau. Với bài tìm và sửa lỗi sai, bài này là cái dạng bài tổng hợp ngữ pháp, cho nên chúng ta phải nắm vững, nắm chắc cái phần ngữ pháp. A, C, A, B, C. Đáp án của bạn mấy mấy chi? Bạn án là A, C, B, D, C. Là hơn A, C, A, D, B. À, không có bạn nào giống bạn nào cả. Rồi. Giờ câu hỏi là bạn nào có đáp án của câu 21? Bạn nào làm giải thích cho của câu 21 kia nào? Bạn ảnh kim đó. Câu 21 em chọn đáp án nào? Em thưa cô là em cho đáp án là Vì sao em chọn á? em thưa cô là bởi vì dẹt tới đấy là quá khứ mà quá khứ của hè giờ là hẹp. Chính xác. Và cái câu này là ở hiện tại, thế bây giờ chúng ta phải đổi thành quá khứ là had, vì nó là thế quá khứ mà. Được chưa? Có yesterday đấy. À, và chúng ta đổi has thành had. Thank you, good job. Bạn nhận xét rất là rõ ràng. Rồi, number 22. Câu 2 à? Câu 2 nào? Câu 2 này là một cái cách dùng ở trong bài 3 đấy ạ. Ai có đáp án của câu 22 nào? Cho cô biểu tượng giơ tay nào. Nhiều bạn có đáp án, nhưng mà bạn nào giải thích cho cô được kìa. Bạn thể ánh nào, tại sao em chọn là ấy? Dạ em được gọi Tại là sao em chọn ấy? tại vì là dễ thế đại là thi quá khứ đợi Câu 22 mà. ngoài em cho xí À, câu 2 em chọn xí đúng không? À, vì sao lại cho nó xí? em Vì nghĩ sao là lại cho sao đáp án là tweet sai? Vì sao nó sai? em nghĩ là sao đồn luôn có tú. Đúng rồi, sao đồn thì không có tú, chính xác. Ta có đồn thì phải đi với Vế Nguyễn. Nguyễn Thế. Và em đổi thế nào cho đúng? Eat. À, đổi để Nguyễn là eat. Vì ta chú ý cho cô là don't thì đi về về nguyên thể. Don't thì cộng với về nguyên thể. Đây là câu mệnh lệnh ở cái dạng là yêu cầu ai đó không được làm gì. Don't. À, thank you. Câu 23, easy. Câu 23 thì quá dễ ạ. Thì anh rồi, nhưng bạn khác nào? Anh Kim. Mới có hai bạn này giải thích được đấy ạ. À? Ta chọn đáp án nói vậy giải thích chứ cô ta sao ta chọn nào? Bạn Gia Hân. Nhưng bạn thì rất là tương tác tốt. Còn có những bạn là lúc này sẽ cũng chưa thể thấy một biểu tượng giữa tay nào. Và cũng không thể gửi đáp án cho cô. Tí nữa cô sẽ gọi xem thử là con ở đó không ạ. Ôi, nâng câu hỏi ba, câu hỏi chữ ý nâng không? What? À, phải chữ in là phone, in the. Gạch chân nó từ the. Rồi, có mấy bạn là giá hấn, em cho đáp án nào.
Em được coi em cho nó bạn án. Ta sẽ em cho anh là á. Vì ơ gấu phải là dơ đứng trước ơ gấu. À, hơi giảm thì đừng trượt gì. Gấu không. À, ở gấu đúng rồi, ta có cầu trục là ở gấu nó đừng sáu mà. Được chưa? Khoảng thời gian. Khoảng thời gian cộng với ở gấu nó đứng sáu. Con ở đây ta lại thấy là khoảng thời gian này đứng sáu. Vậy em đổi thế nào cho đúng? Em được có là chú áo ở gấu. Two hours ago, good job. Đúng rồi. 2 hours ago. Thank you. Câu 24. Câu 24. Ai có đáp án rồi cho cô biểu tượng giơ tay cái nào. Những bạn khác. Các bạn đều có đáp án rồi. Bây giờ giải thích cho cô vậy. Đấy, biết tất cả bạn chọn là bà với chọn B, chọn bạn chọn A. Cô mời bạn Duy Kiệt nào. Duy Kiệt. Duy Kiệt giải thích trước cô ta sao em chọn là D nào. Duy Kiệt đâu rồi ạ? Ồ, không thấy nào. Thuy Linh đó. Dạ. Câu này em chưa hiểu, em chỉ biết câu 25 thôi cô. À, biết câu 25. Con câu này hai từ này chưa hiểu. Bây giờ các bạn nhìn này với cô nhá. Ở đây ta có cái từ bài. Đây, từ bài này. Bắt ta chú ý cho cô từ bài này là giới từ. À, học rồi. Giới từ. Mà sáu giới tư thì chúng ta phải cộng với vế hình. Bây giờ chúng ta dựa vào cái công thức này ai giải thích cho cô gái. Vậy nó sai ở đâu? Vẫn chưa bạn nào có biểu tượng giơ tay à? Giới tư thì nó cộng với vế hình. Vậy câu này nó sai ở đâu? Bạn thể bác. Em có đáp án B. À, vì sao đáp án B là sai? Bởi vì nó có ính. À, ta phải đổi nó về về gì nè? Về anh, bây giờ em sẽ đổi thành thế nào cho đúng? Thêm đôi hình nữa. À, thêm đuôi anh vào, ít trình, đúng rồi. Ta nhớ nhá, cả cái giới tư sẽ đi về về anh. À, ví như là bài hay ý này on ất chứ đã. Thì chúng ta dừng về phía anh. Có 25 thì quả dề rồi đúng không ạ? Phi lĩnh làm cho cô cầu 25 lắm. Em được cổ là sai ở đi. Đi vì sao lại sai ở to learn. Em được cổ là sao đi lại còn vấp in. Đúng rồi, sau đi slide thì đi về phía anh. À, mà em đổi cho cô cái chất đúng nào. Đó là lớn nên của Alright. Learning. Exactly. Chính xác. Đã được to learn thành learning. Rồi. Bây giờ ta chú ý cho cô câu 36. có đáp án. Câu 36. Từ câu 30 trở đi về nhà chúng ta sẽ làm cho cô. Có đáp án câu 25 không? Đáp án câu 25 ạ. À. Câu 25 cái này cô vừa mới nói đấy ạ. À. Câu 25 thì this slide sẽ đi về về ính. Mà ở đây ta dùng nó to learn cho nên nó sai. Ta đổi to learn thành learning. Nó phải là this slide learning. À. Câu 36. Ta sẽ làm cho cô câu 36 được. Cô gợi ý. Hôm nay có từ enjoy, bạn giá hấn nào, chọn cho cô đáp án nào. Em cho đáp án A. Vì sao lại ạ?
Bởi vì in cho thực in bằng in giỏi. Chính xác. Ta có từ enjoy bằng to be interested in. To be interested in. Ta lưu ý cho cô. Enjoy thì bằng với to be interested in. Nên chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Thank you. Câu 37. Ai có đáp án câu 37 ạ? She enjoys playing chess in her free time. Cô ấy thích chơi cờ vào thời gian rảnh. Thế bây giờ ta cũng chọn interested in đúng không? Câu 37. Câu 37 bạn cuốn chọn là C. Bạn cuốn á? Giải thích cho cô thì tại sao lại chọn C em? Chị cuốn? Dạ, chị giới thiệu được cô ạ. Mà chưa giải thích được mà nào em chọn ạ. Rồi, câu này cô giúp các bạn nha. Chúng ta chú ý cho cô từ shoot. Shoot là nên. Và chú ý cho cô cái cùng này là thích này. Còn ta có từ shoot, tôi sẽ bằng với từ ought to. Và ta còn có thể dùng với cái từ had better. Và tất cả các cụm này có nghĩa là nên. À, ta chú ý với cô. Thầy bữa sau, cô của các bạn sẽ ra cái từ had better cùng nên. Đấy. Nhưng ta chú ý với cô từ should thì bằng với từ had better và bằng ought to. Và trong câu này thì chỉ có cái câu này dùng với ought to thôi. Được chưa? We ought to exercise often for our health. Chúng ta nên thể dục thường xuyên đó, để cho sức khỏe của mình, để có sức khỏe. Đấy. Còn câu A là must là phải. Và chủ yếu của cái từ này nghĩa là phải. Từ must nghĩa là phải. Còn từ can nghĩa là có thể. Can là có thể. Và từ should not ở đây thì có cái từ should not thì nó sẽ trái nghĩa rồi. Đúng không? Should not thì trái nghĩa rồi. Đó. Yep, câu 38. Câu 38 à. Ai có đáp án câu 38 rồi nào? Đã chưa đến câu 38. 40 là chúng ta nghỉ các bạn nhá. Còn 10 câu đọc chúng ta sẽ về nhà làm. Bạn phù nào? Các bạn tạm cho nó bạn nào? Các bạn à. What food do you like Nó most? Like là thích. Rồi. bao thịt Đúng chưa? What đâu is your favorite food? What is your favorite most? Thì ở đây chú ý. Like most, ta chú ý của cái cụm like most, thích nhất. Đây, thì sẽ bằng favorite. Đó. Thích nhất thì bằng với yêu thích. Ta sẽ dùng bằng với favorite. Đó, cho nên câu này chúng ta sẽ chọn là C, not A. Loan vô bị nhầm chỗ này mà tí rồi. Thích nhất thì bằng với favorite, yêu thích. Yêu thích. Và favorite chúng ta không dùng với thích nhất nữa. Rồi, câu 39. Câu 39. Câu 39 ạ. À. Thì anh nào? Câu 39 nào? Em Thì hoàn thích thành ở thi nào? hoàn thành ở đây quá khứ À, dựa vào đầu em dùng quá khứ. có thứ quen cơ À, quen. Vậy đáp án nào là quá khứ đơn? đáp án ai gì gì đấy No. Đáp án nào là có quá khứ đơn ạ? À? đáp án không quá khứ Nếu đáp án bí thì là cái từ begin này là quá khứ đáp chứ. án ấy ấy đi là hoặc cứ đến Ai với đi là quá khứ đơn. Rồi.
giờ ấy với đi khác nhau chỗ nào? Chữ tú. Ấy với đi khác nhau chỗ nào? Có chữ tú. À, một bên nó có tú play và một bên là play đúng không ạ? À, bác ta lại phải nhớ thêm cho cô là sau begin thì chúng ta dùng với tú hoặc vn, cho nên chúng ta phải có tú hoặc là vn, nên chúng ta phải dùng cho cô đáp án là ấy. Và trong bài này chúng ta vừa phải nhớ là dùng quá khứ đơn và ta vừa phải nhớ cho cô là sau begin thì chúng ta cộng với tú v hoặc vn, dùng về anh cũng được mà tụ về cũng được. Còn cái đáp án đi này họ mới dùng về nguyên thể thôi. Đấy, còn cái câu này thì nó sai ở cái chữ ám rồi, đúng không? Thì nó sẽ bị sai. Được, có 40. Câu cuối cùng ạ. 40, 40. Xem bạn nào có đáp án mà bạn hoang vu nào. Câu 40 em cho đáp án nào. Giờ không có giá trợ cho nó đã bắn sĩ. Đáp án C. Rồi. Bạn nào có đáp án khác không? Dạ hắn. Em đáp án A. À, đáp án A. Vậy ta sẽ làm cho đáp án A. Ta sẽ làm cho đáp án A. Là vậy. À, mình chưa giải thích được tròn nó không biết vì rằng mình tròn rồi. Bây giờ cả bạn chú ý cô, câu này chúng ta có hai điều. Điều thứ nhất đó là khi chủ ngữ thì ta phải dùng với vn, khi chủ ngữ thì ta dùng với vn. À, vậy chắc chắn là chúng ta chọn ấy hoặc là bí nè. Bây giờ ấy với bí nó khác nhau chỗ nào? Ở đây chúng ta phải chủ ngữ là một động từ cho nên chúng ta phải dùng với vs hoặc es. Đó. Và trường hợp này chúng ta phải chọn là ấy. Bởi vì có cái từ have này này, chia rồi, còn ở đây cái trường hợp này cái từ have chưa chia này. Còn từ này thì chúng ta lại sai ở từ do này. Còn câu này chúng ta lại sai ở từ have này. Đó. Và từ staying sau have thì phải là về nguyên thể, tổng chung là về ing. Đây đó là một số cái câu mà chúng ta đã hoàn thành trong buổi tối hôm nay. Còn bài tập về nhà, các bạn viết đề bài đọc vào vở và chọn cho cô đáp án. Đã có hai bài đọc từ câu 26 đến câu 36. Cô yêu cầu với bài đọc từ 31 đến 36 ta gạch chấm cho cô thông tin trong cái đoạn văn này. Đó, cái đoạn văn của ta đây. Đó. Vậy thông tin nào là nằm ở câu 31, thông tin nào là nằm ở câu 32 thì chúng ta gạch chấm câu đó và đánh số vào cho cô. Ok. Và bài học hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Do you have any questions? Các bạn có câu hỏi nào nữa không ạ? À? Cô rất cảm ơn các bạn đã hợp tác rất là tích cực trong cái buổi học hôm nay. Goodbye class. Goodbye, teacher. Goodbye and Yeah. see you next week. À, bạn Hà Giang à, tính được bao nhiêu câu là bạn Hà Giang chụp lại, cô sẽ chấm điểm cho bạn Hà Giang rồi cô sẽ vào điểm sau nha. Dạ.